tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị ngay sau đây là phần nội dung chi tiết ông Oleg Kalashnikov người đứng đầu cơ quan báo chí của lữ đoàn pháo binh số 26 Ukraine cho biết nga đã tập hợp 70.000 quân để tiến công theo hướng Bắc Mút với mục tiêu trọng điểm là Chasovia Trận chiến giành làng Ivanovskoy cách Chasovia khoảng 5 km tiếp diễn ác liệt. Khoảng một nửa địa bàn của khu định cư này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Phía Ukraine bác bỏ các báo cáo rằng lực lượng Nga đã tiến vào trung tâm Ivanovskoy. Tuy nhiên, theo Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu OFW của Ba Lan, các video định vị địa lý cho thấy binh sĩ Nga đã có mặt ở trung tâm Ivanovskoy và tiếp tục di chuyển về phía Tây. Quân đội nga đang tìm cách chặt đứt các tuyến hậu cần của ukraine chạy vào ivanovskoy từ phía bắc và từ con đường cao tốc dẫn tới Chasovia. Thông qua mạng xã hội, sư đoàn 98 của nga cho biết lực lượng không quân nga đang tiến hành các đợt tấn công lớn nhằm vào vị trí của quân ukraine ở ngoại ô phía đông Chasovia bằng bom fab 500 cùng các tên lửa s8 và s13. Trước đó, ông Svobodnay Presta cho biết lực lượng Ukraine được điều động từ Kostiastinivka đến phía đông Chasovia cứu viện đã bị đánh bật. Có vẻ như quân đội Nga đang chuẩn bị một chiến dịch để bao vây và tiêu diệt các lực lượng Ukraine trong pháo đài này. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK trụ sở tại Washington, giành quyền kiểm soát Chasovia là mục tiêu hết sức quan trọng đối với Nga. Thứ nhất, nơi này mở đường tới Kostiastinivka, từ đây chỉ cách biên giới Cộng hòa Nhân dân Đô Nhét tự xưng DPR và Dnipropetrov, vùng công nghiệp quan trọng nhất của Ukraine 60 km theo đường thẳng. Thứ hai, Chasovia còn mở đường tới khối đô thị Krasmatos, Slavian, cách Bắc Mút khoảng 35 km về phía Tây Bắc. Đây là khu đô thị cuối cùng mà quân đội Ukraine đang kiểm soát ở DPR trong diễn biến khác đánh giá của tình báo quốc phòng anh trên twitter vừa qua cho biết các vị trí phòng thủ của ukraine bao gồm chướng ngại vật chống tăng được gọi là răng rồng cũng như các mương chiến hào bộ binh bãi mìn và cứ điểm bộ quốc phòng anh nhấn mạnh rằng việc mở rộng các tuyến phòng thủ sẽ hạn chế khả năng tiến quân hoặc sử dụng lợi thế chiến thuật của lực lượng nga trong các hoạt động tấn công hiện tại của họ Tình báo quốc phòng Anh chỉ ra, việc thiết lập các vị trí phòng thủ chính là dấu hiệu cho thấy tính chất tiêu hao của cuộc xung đột và có nghĩa là bất kỳ nỗ lực nào tiến hành các hoạt động vi phạm sẽ rất có thể đi kèm với tổn thất lớn. Ngày 11 tháng 3, chỉ huy Dermicho Rykovy, đồng thời là người phát ngôn lực lượng tác chiến Tapria của Ukraine ở phía đông cho hay, các lực lượng của Nga có phần chủ động hơn quanh khu vực Novo mikhailivka phía nam làng Marinka do Nga kiểm soát. Theo ông Ricopi, Nga cũng tăng cường hoạt động quanh các ngôi làng ở Tây Nam, Novo-Mikhailivka. Người phát ngôn lữ đoàn tấn công trên 079 của Ukraine cũng nhận định với New Week ngày 11 tháng 3 rằng, giao tranh đang rất ác liệt và khó khăn quanh Novo-Mikhailivka và Iaroslavchepuni. chepuni Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine bằng cả bộ binh và các phương tiện bọc thép. Quân đội Ukraine trước đó cho biết lực lượng của nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Novo Mikhailivka, cũng như các khu vực Krasnohorivka và Helhivka gần đó. Kiev ghi nhận 25 cuộc tấn công của Nga trên khu vực này trong ngày hôm qua. Ông Rikov -y nói đối phương muốn tiến công và tiếp tục gia tăng sức ép lên các ngôi làng ở Novo Mikhailivka, Helshipka và gần thành phố Krasnohorivka. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 3 cho biết, nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của lữ đoàn tấn công trên 079 quanh Novo Mikhailivka và khiến các lực lượng của Ukraine tổn thất tới 180 binh lính. Kiev đầu tháng này cho biết, Nga đang tập trung các nguồn lực quanh Novo Mikhailivka. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, một đoạn video được công bố cùng thời điểm cho thấy các lực lượng của Nga đã tiến công vào Novo Mikhailivka. Nga đã tập trung nguồn lực tại các phòng tuyến của Ukraine gần thành phố Donetsk trong nhiều tháng. Vào giữa tháng 2 năm 2024, các lực lượng của Ukraine rút khỏi thị trấn chiến lược Adipka về phía tây bắc của thành phố trong khi các lực lượng của Nga tiếp tục tiến về phía tây trong những tuần sau đó. Nga cũng liên tục tấn công khu vực tây nam thành phố Donetsk và kiểm soát được làng Marinka vào tháng 12 năm 2023. Moscow cũng tiến hành kế hoạch tấn công đa trục gần các thành phố ở Đông Bắc gồm Svato, Kresmina và Kubian, một trung tâm đường sắt quan trọng. Nga đang đạt được một số thành quả tại khu vực này trên tiền tuyến. Chỉ huy lữ đoàn 13 của Ukraine thừa nhận trên New Week vào cuối tháng 2 năm 2024. Khi Nga ngày càng đẩy lùi phòng tuyến của Ukraine, nhiều binh sĩ và cư dân sống gần vùng giao tranh lo lắng về những gì sắp tới. Một chiếc xe tăng T-64 Ukraine ẩn mình sau chiến hào ở ngoại ô thành phố Chasivia, thuộc tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Nga đang tìm cách tấn công làng Ivansk-Nipke gần đó. Tuy nhiên, trong suốt 72 giờ, khẩu pháo trên chiếc T-64 không khai hỏa phát nào bởi thiếu đạn nghiêm trọng. Các binh sĩ Ukraine cho biết họ phải chờ lệnh cấp trên mới được khai hỏa. Tình trạng thiếu đạn đang đe dọa nhiều đơn vị khác trên chiến trường. Iaroslav, chỉ huy đơn vị xe tăng cho biết, anh hiểu rằng các chính trị gia phương Tây, cuộc chiến ở Ukraine là điều gì đó rất xa vời. Anh nói, dòng cuộc chiến này đang diễn ra ở đất nước tôi, chúng tôi cần vũ khí, kẻ thù đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, chúng tôi không thể tồn tại như một quốc gia độc lập, chúng tôi sẽ bị phá hủy. Máy bay không người lái UAV Lancet của Nga liên tục tập kích các vị trí của đơn vị Iaroslav suốt những tuần gần đây. Yaroslav không dám lạc quan về những gì có thể xảy ra nếu gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ không thể đến Ukraine. Anh nói, tôi nghĩ tất cả chúng tôi sẽ chết, tất cả những người có mặt ở đây sẽ không còn nữa. Lực lượng Nga sẽ tiến vào châu Âu. Còn nhớ vào giữa tháng 3 năm 2023, EU đã soạn thảo và chấp nhận thực hiện chương trình hỗ trợ đạn pháo cho lực lượng pháo binh Ukraine. Với kế hoạch gửi 1 triệu viên đạn pháo 155mm, Tuy nhiên, thời hạn đã nêu sắp kết thúc nhưng họ vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa và pháo binh Ukraine vẫn chưa nhận được số lượng đạn như mong muốn. Dựa trên dữ liệu về khối lượng sản xuất và cung ứng, tuyên bố của ủy viên thị trường nội bộ EU, Thierry Breton có vẻ không mấy khả thi. Việc sản xuất 500 đến 600.000 viên đạn trong vài tháng tới đơn giản là không thể với các cơ sở sản xuất hiện có. Tuy nhiên, giới lãnh đạo EU vẫn đang cố gắng giữ thể diện. Rõ ràng là một năm trước eu đã đánh giá quá cao khả năng của ngành công nghiệp của mình tuy nhiên trong tình hình hiện tại ngành công nghiệp châu âu đơn giản là không thể cung cấp tỷ lệ sản xuất và cung ứng theo kế hoạch và một trong những vấn đề khó khăn nhất là phạm vi đạn pháo nó đã liên tiếp phát sinh một số vấn đề và tình hình tiếp tục trở nên tồi tệ hơn trong hai năm qua các nước eu đã vận chuyển một lượng đáng kể đạn dược tới ukraine từ kho của chính họ Tuy nhiên, hiện không thể cung cấp thêm đạn dược từ kho, hiện có do có những mối đe dọa rõ ràng đối với sự an toàn của chính quốc gia của họ. Giờ đây, ngay cả trong tình huống khó khăn này, EU vẫn có kế hoạch và mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho chế độ Kiev. Họ có thể lên kế hoạch mua đạn dược từ bên ngoài, nhưng người ta cho rằng EU cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả là chế độ Kiev khó có thể nhận được đủ số lượng đạn pháo như đã hứa từ EU trong thời gian tới. Trước đó, EU hứa sẽ cung cấp đạn pháo cho Ukraine, nhưng chưa bao giờ nói toàn bộ số đạn này sẽ được chuyển giao miễn phí. Theo ông Breton, kế hoạch cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine của EU có 3 nguồn chính. Nguồn đầu tiên là viện trợ và EU đã chuyển cho Ukraine 300.000 viên đạn pháo miễn phí. Số đạn pháo này sẽ tăng lên 550.000 viên trong tháng 3. Nguồn thứ hai là chính phủ Ukraine phải mua đạn pháo trực tiếp từ các công ty quốc phòng của EU. Ông Breton cho biết Ukraine đã mua khoảng 350.000 viên đạn pháo từ các nhà sản xuất kể từ khi cam kết được đưa ra. Cùng với số đạn pháo EU tặng miễn phí cho Ukraine, khối sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 900.000 viên đạn pháo vào cuối tháng 3. Ông Breton cho hay, nếu vẫn muốn số lượng đạn pháo nhiều hơn, Ukraine có thể tiếp tục mua trực tiếp từ các công ty quốc phòng của chúng tôi. EU đã cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ tài chính 1,63 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng nghĩa là Kiev có khả năng tự mua đạn pháo. Nguồn thứ ba của kế hoạch bao gồm các khoản viện trợ song phương của từng quốc gia thành viên EU. Ông Breton nói rằng, từ ba nguồn trên, EU đã đi đúng theo kế hoạch cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine. Tuy nhiên, bình luận của ông Breton dường như mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, Joseph Borrell. Ukraine đã nhiều lần phàn nàn về việc phương Tây chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho nước này vào cuối tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết một nửa số vũ khí và đạn dược mà phương Tây hứa hẹn đã chuyển giao muộn.